Nó nói rồi, sao nó? Hôm nay thì cũng ít ngừa quá, có bố ngừa làng thôi. Chắc chả là cái đất nưa quả ba anh nghe thì hôm nay thì chắc chả là sẽ không nhổ cỏ xong được hôm nay. Xin chào quý cô bác và anh chị và mọi người. Đây là video tiếp theo trên kênh Cao Nghe Đã, Nghe Di Lông. Thì hôm nay thì đấy, anh em trong xó thì ai cũng đi nhậu cọ dưới đất nưa đấy. Thì hôm nay thì ba anh em thì cũng còn nhậu. Thì hôm nay vợ chồng và có cả em gái ruột của bố em Gia đấy. Thế hôm nay thì có cả hai người ra hộ em Gia lấy phần đứt của ba anh em. Bây giờ thì đến 12 giờ trưa thì em Gia đang chuẩn bị cơm trưa cho vợ thì bây giờ đang ở dưới đất nưa để mọi người có chiều làm không quần này thì chị đang nã được hai hôn bộ thì là như gì đấy là nhậu hết rồi chưa đốt cái cọ hết. Thêm một cái nồi to này. Ở đây thì có bình nước. Đây thì Dìa có mang thêm một cái nồi cân điện. Bây giờ Dìa sẽ chuẩn bị đi hái rau trước. Nè ơi. Nè à. Nè à. Ở lò cho tao ở lò đây rồi. Thì vợ thì đang nhậu cỏ ở dưới này. Nên Dìa thế nhờ vợ đi hái rau. Đây để chuẩn bị nhóm lửa. Mà đi mà. Cậu đi nhà đây cả. Lò đây rồi ạ. Đấy, mọi người cũng đã về đây rồi. Thì bên Dìa giờ này thì có muộn rồi, sáng nay thì cũng chưa ăn sáng đấy, nhờ cô và chú cho họ em Gia cho nó nhanh thì cô và chú cho bên này. Nên đã hồ ở khỏi đó chẳng nọ. Hồi đó chẳng nọ.
Ở dưới này thì có gió to quá. Riêng chu vào trong này ạ. Chuẩn bị cái bếp để luộc rau. Bác bắt khẩu khắc khẩu quá chỉ bắt khẩu à? Nướng thì đã sôi rồi, ria sẽ để rau cho vào nồi. Rau đã chín rồi đấy, co đã vào mần hết rồi. Nó mỏ pha. Rộng đi nè. Nó mổ. Ở giờ phải nói ngay chưa nè. Tầm mau. Rõ bây giờ. Rõ. Chưa lia đi, bà. Thì hả? Nên bây giờ thì các co và cô và vợ em Gia và chú Cho đấy, mọi người đã vào mân rồi. Em Gia cũng xin mời kính ông bác và anh chị và mọi người dùng trưa cùng gia đình em Gia. Nó nó mỏ. Lọ mẹ dọn đi. Không rồi. Mất đi. Điếp chị chua. Chưa chua. Này ta ta đi lâu lâu. Đó pha. Ô chắc có đi mẹ nhà nó sẽ. Tập tự đi mẹ này mẹ. Ăn nó đi mẹ mẹ. Nó mẹ. Không phải. Hại mẹ. Mẹ muốn đó. Ở sao hại mới ra lộn mẹ hại. Mà hại đi đi. Ông ơi thấp của ta chỉ là phân bằng. Nó chỉ giống luôn. Không chỉ số lúa học thắng rồi. Nó là mẹ rồi, sao nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó là cho nó sợ nó này, nó sợ nó này. Mọi người thì chưa ăn xong vì ăn dìa ăn xong trước rồi, ăn dìa đốt rồi mới cái đống cọ này trước rồi. Tí mọi người ăn xong thì sẽ tranh thủ đi làm. Hôm nay thì có ít ngừa quá, có 4 ngừa làm thôi, chắc chả là thế đất nưa quả ba anh nghe thì hôm nay thì chắc chả là sẽ không nhổ cỏ xong được hôm nay, mà ít nhất cũng phải hết quả ít nhất cũng phải một ngày nữa công thế này mới xong. Trên này thì cũng cỏ này, trên này cũng cỏ, trên này đừng cỏ hai đủ hai người làm một ngày nữa. Bên này thì cũng cỏ nữa. Bên này là quả ba anh em đớt thì bây giờ đớt ở đây này, riêng đốt ở đây là cũng là quả ba anh em nữa. Đến đây ở đây là đất cày thì riêng sẽ chuẩn bị nhỏ cọ trước cái mai kiêm đấy, chờ lại mưa thì riêng sẽ nhờ một người để cày họ cày nưa họ cho ba anh em. Tích dưới kia để vẫn có
và ít nưa ở đất nưa ở dưới đấy với là đất nưa cày ấy. Tuần này thì mưa nhiều quá, cỏ nó ướt hết cả, tí nó mới cháy được. Trời không sắt mưa rồi hay gì, thế chuẩn bị bật rồi, nó có cháy không? Gió to quá. Rồi thì đã dùng cơ chưa xong rồi, bắt đầu làm rồi. Đi. À, cho tôi hao bao cái kia rồi. Tao uống con đâu? Thì cái lúc con chú và vợ em Gia đã chia đất nưa để nhậu cỏ. Giờ mình em Gia sẽ đi dừng video lại đây thôi. Xin chào quý cô bác và anh chị và mọi người. Hẹn gặp lại video lần sau.